Chào các bạn, hiện tại mình đang ở chùa Kim Tiên nha các bạn. Nhà bàn tỉnh biên. Ngôi chùa này mình cũng mới đi lần đầu tiên các bạn, quá đẹp luôn. Có tượng Phật A Di Đà rất cao luôn nè. Đường này về nhà bàn chợ Cái Mít. Còn đảo ra thì về tỉnh biên. Chùa Lầu. Chùa Kim Tiên nha các bạn. Để mình vô trong để cho các bạn xem. Xin quý vị quan hỷ xuống xe tắt máy dẫn bộ, cho xe vào bãi giữ xe, không đậu xe trong sân chùa, cảm ơn. Ở đây trong chùa có giữ xe miễn phí nha các bạn. Đây mình quay trước cửa chùa. Phía trên nó có tượng Phật A Di Đà rất lớn luôn các bạn. Chùa rất đẹp luôn. Ôi da, lọt. Sao nhìn mà sao? Đây tượng A Di Đà các bạn. Đây là ngay chánh điện. Cái cầu thang lên có hai tượng rồng gặm ngọc. Quá đẹp luôn, ngôi chùa quá đẹp luôn các bạn ơi. Hôm nay dẫn các bạn đi viếng chùa lễ Phật cùng mình nha. Đoạn rồng có ngậm ngọc này các bạn. Chùa Kim Tiên. Quá đẹp luôn các bạn. Mình cũng mới nghe là chỉ chưa mình chưa biết cái chùa này. Phía bên trái là tượng Địa Tạng Bồ Tát các bạn. Đây là Địa Tạng Vương Bồ Tát. Quá đẹp luôn.
A Di Đà. Đây là chánh điện tượng Phật Thích Ca Mâu Ni. Tượng A Di Đà. Ca Mâu Ni. Đây là tượng sáp của sư Chu Trì. Này toàn cảnh sa hữu viên chùa nha bà. Mỗi một bức tranh có hình Bồ Tát hết. Ngôi chùa quá đẹp luôn các bạn ơi. Lớn quá lớn. Mọi người có thời gian rảnh nhích chút thời gian ra đi ngôi chùa này một chuyến cho biết nha. Phát Bồ Đề Tâm một lòng chuyên niệm A Di Đà Phật, quyết định giảng sanh Tây Phương Cực Lạc. Quá đẹp.
có đại chung hết lớn luôn các bạn ơi. Phòng này là phòng để lập hóa niệm Phật. Này có lên trên, để lên trên thử. Ồ, hóa bị rộng luôn. Lên trên chỗ tượng Phật A Di Đà. Lời cảnh toàn cảnh ở trên sân thượng, trên chỗ Đức Phật A Di Đà. Nhìn thấy núi dài năm giếng. Rất nhiều tượng Phật. Mấy cái chuồng gió kêu nó bị im tặng.
ở bên đó còn căn lắm mà thấy người ta đóng cửa chắc không cho vô. Giáo hội Phật giáo Việt Nam, chùa Kim Liên, ấp Phú Hòa, xã An Phú, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang. Mình xin kết thúc video tại đây luôn nha các bạn. Nếu các bạn thấy hay, like, chia sẻ, đăng ký ủng hộ mình nha. Mình chân thành cảm ơn các bạn nhiều. Chúc các bạn luôn luôn vui vẻ, hạnh phúc và thành công trong cuộc sống luôn nha.